gây ách tắc giao thông, Hà Văn Nam chỉ tranh chấp dân sự hay đã phạm tội hình sự. Ngày 5 tháng 3 năm 2019, ông Hà Văn Nam, một gương mặt tiêu biểu trong phong trào phản đối các biểu hiện tiêu cực trong việc thu phí giao thông theo mô hình BOT, đã bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, thì ngày 31 tháng 12 năm 2018, Nam và một số lái xe khác đã đồng loạt dừng xe tại trạm thu phí phả lại, rồi không trả phí qua trạm để chủ động gây ách tắc giao thông nhằm phản đối trạm phá lại mà họ cho là đặt sai chỗ. Khi trạm mở thanh trắng cho xe cộ đi qua miễn phí, họ vẫn không chịu rời đi, gây ách tắc đường nhiều giờ. Trước ông Nam, sáu lái xe khác tham gia vụ việc này cũng bị khởi tố. Từ khi ông Nam bị bắt, dư luận phê chính thống đã dồn sự chú ý vào vụ việc. Trong khi một số nhóm tiến hành các hoạt động truyền thông và pháp lý để bào chữa, yểm trợ cho ông Nam, các nhóm khác lợi dụng chủ đề này để tuyên truyền chống nhà nước. Hiện nay, các hoạt động bào chữa, yểm trợ cho Hà Văn Nam được tiến hành bởi ít nhất 5 nhóm người. Đó là gia đình ông Nam, các luật sư mà họ thuê, nhóm lái xe đám BOT, nhóm bà Lê Hiền Đức và nhóm Đỗ Nam Trung, Lê Dũng Vô Va. Năm nhóm này có sự phối hợp với nhau và nhóm cuối cùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, được ông Nam ủy quyền, vợ ông đã đi thuê một số luật sư, bao gồm Trần Thu Nam. Trong các lái xe đám BOT, Công Tuấn kêu gọi nguyên tiền để giúp gia đình ông Nam thuê luật sư, kêu gọi cộng đồng ký đơn kiến nghị xem xét Hà Văn Nam vô tội. Các lái xe nổi bật khác như Trương Châu Hữu Danh đồng loạt làm truyền thông trên Facebook để ca ngợi ông Nam. Bà Lê Hiền Đức tìm đến hỗ trợ Nam, nhưng không rõ bà làm gì để hỗ trợ. Trong lá đơn kiến nghị và các bài phát biểu trên truyền thông, bốn nhóm người vừa nêu bên vực ông Nam bằng bốn thông điệp. Thứ nhất, họ tuyên bố rằng ông Nam không dùng xe của mình để gây tắc đường hoặc gây rối, cản trở giao thông. Thay vào đó, khi đi ngang qua trạm thu phí phả lại, Nam tình cờ thấy người dân địa phương phản đối trạm nên dừng xe để tham gia cùng, nhằm đòi trạm đứng ra đối thoại. Thứ hai, họ cho rằng vì những cảnh sát giao thông có mặt khi đó không bắt, xử lý nhóm người gây rối, nhóm này không có tội. Thứ ba, họ cho rằng đây chỉ là một tranh chấp dân sự đơn thuần giữa doanh nghiệp kinh doanh và người dân bỏ tiền mua dịch vụ công an không nên hình sự hóa vấn đề. Thứ tư, họ cho rằng đấu tranh chống BOT bẩn là một việc tốt, vì vậy ông Nam phải được tôn vinh là anh hùng thay vì bị bắt giữ. Việc bắt ông sẽ khiến lòng dân oán hận. Ngày 7 tháng 3, Đỗ Nam Trung kêu gọi giới chống đối bảo vệ Hà Văn Nam bằng cách đánh thẳng vào nhóm lợi ích đang bảo kê cho BOT. Cụ thể, sau khi liệt kê tên tuổi của một số cán bộ đảng ủy, chính quyền, công an tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ Trung kêu gọi cộng đồng bới móc tất cả những sai phạm của họ và gia đình, rồi gửi cho Đỗ Nam Trung, Lê Dũng Vô Va hoặc đăng lên mạng. Trung lập luận rằng, nếu giới chống đối tạo ra một làn sóng phẫn nộ phản đối công an Quế võ rộng rãi trong dư luận, thì họ sẽ nhanh chóng cứu được Hà Văn Nam ra khỏi bản án tù đang treo lơ lửng trên đầu. Ba ngày sau khi Phạm Đoan Trang kêu gọi giới chống đối like, share bài, post của Trung có 1,4 nghìn lượt like và 1,1 nghìn lượt share trên Facebook. Song song với các thông điệp và hoạt động vừa nêu, giới chống đối, bức mãn cũng lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền chống chế độ. Ngay từ sáng ngày 5 tháng 3, Phạm Đoan Trang đã tuyên truyền rằng vụ việc này theo thấy công an, viện kiểm sát, tòa án, báo chí Việt Nam đang làm lính đánh thuê cho các nhóm lợi ích tư bản. Trong tuần qua, sóng truyền thông về Hà Văn Nam còn được tiếp sức bởi dư luận về nhóm tài xế ngồi đếm số xe đi qua trạm thu phí Ninh Lộc. Cụ thể, nhóm tài xế do Nguyễn Minh Hùng đứng đầu tổ chức đếm xe qua trạm, rồi gửi cho Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, nhằm chứng minh rằng trạm Ninh Lộc đang báo cáo sai doanh số để trục lợi bất chính. Trước hành động này, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ và Quản lý trạm Ninh Lộc yêu cầu nhà nước xử lý các thành phần gây rối. Một số báo chí chính thống viết rằng, tổ chức khủng bố Việt Tân đứng đằng sau nhóm người đếm xe, trong khi những báo khác như Việt Times và Thanh Niên cho rằng nhóm này không vi phạm pháp luật và có quyền yêu cầu sự minh bạch về phía dư luận phi chính thống ông Nguyễn Minh Hùng chỉ tập trung phản đối các biểu hiện tiêu cực của trạm thu phí giao thông trong khi giới chống đối bất mãn tiếp tục khai thác vụ việc này để tuyên truyền rằng những ai bị quy là việt tân đều tốt rằng nhà nước đang hợp tác với các nhóm lợi ích tư bản sau khi xem xét vụ việc chúng tôi xin đưa ra ba ý kiến thứ nhất khi xử lý các tranh chấp liên quan đến việc thu phí giao thông theo mô hình BOT. Nhà nước không hề ưu tiên phía chủ đầu tư hơn phía người đi đường. Cả hai lực lượng này đều có thể bị khởi tố nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Chẳng hạn ngày 1 tháng 3, công an đã khởi tố 3 nhân viên bảo vệ có hành vi đập phá đoàn xe đánh BOT Bắc Hải Vân hôm ngày 15 tháng 2. Thứ hai, không có chuyện Hà Văn Nam chỉ đi ngang qua trạm thu phí phả lại, tình cơ thấy người dân địa phương phản đối trạm nên dừng xe để tham gia cùng. Cách đây chưa lâu, chính các trang tin về chính thống như VOA, RFA đã tuyên thuật rằng ông Nam là một đại diện quan trọng của các nhóm lái xe phản đối việc thu phí giao thông theo mô hình BOT và từng tham gia nhiều cuộc đảm BOT trên cả nước. Không lẽ ông Nam tình cờ đi ngang qua tất cả những cuộc tụ tập gây tắc đường này? Như vậy, nhóm người ủng hộ ông Nam đã cố tình nói xa sự thật khi viết đơn kiến nghị để giúp ông Nam được nhẹ tội. Thứ ba, Việc nào ra việc đó. Ông Nam bị côn đồ hành hung không có nghĩa là bản thân ông không phạm pháp. Thay vì chỉ tham gia một tranh chấp dân sự, ông đã phạm tội gây rối trật tự công cộng với hành vi gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Với hành vi gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, khi cố tình dừng xe để gây tắc đường, dù đã được trạm phá lại mở barrier cho qua và miễn trả phí. Đây là một bài học cho các nhóm phản đối việc thu phí giao thông theo mô hình BOT. Thay vì tiếp tục trò bẩn để chống BOT bẩn, họ nên thay đổi cách thức đấu tranh bằng chuyển sang dùng các phương thức hợp pháp, ôn hòa và không trộn lẫn các phong trào bảo vệ quyền dân sinh với phong trào chống nhà nước. Sóng truyền thông số